Đây, hôm nay mình sẽ test cây cưa pin không chỗ than nha các bạn. Mình chỉ có mua thân thôi ha, thân máy thôi. Pin thì pin của nhà mình nha. Chúng ta phải đổ nhớt vào đây, rồi chúng ta sẽ ấn nút cho nó bơm nhớt lên nha các bạn. Nó nhớt bắt đầu nó đi qua rồi đó. Đang cho nó nuôi cái xích ha. Chúng ta nhấn vài cái cho nó chảy qua phía bên kia. Rồi, xong. Rồi, mình nhờ cha mình cưa thử nha các bạn. Rồi. Xong ok, rồi thành công rất khỏe. Đây, cái cây rất là to nha. Đó, các bạn thấy không? Nào, gần lòng bàn tay mình nha. Đây là máy cưa cây, động cơ không chổi than. Thì buổi sáng nay sẽ quyết định cưa hết những cái này ha. Đó. Rồi chút xíu nữa mình sẽ quay tiếp ở dưới này. Một clip tiếp theo nha.